À, chào mọi người, em còn một con Echo V4000 ha, V4000 đọc đứng, hàng là hàng VIP nha. Máy thì máy gọi là máy chắc tầm trung và khai thác tầm trung, mình chắc gia đình thì khỏi phải chê ha. V4000 40cc 40 ly nha, tiền còn đẹp nha mọi người, màu cam rất đẹp, cam đẹp, lóc đẹp nha, về vệ sinh ra lóc đẹp nha. Này Echo CSV4000 máy Instaban, xài chung đồng tiền nha, xài chung đồng tiền nên là mình muốn lên xích to xích nhỏ gì là đều được hết. Máy này là nó nổ luôn á mọi người, nó nổ luôn. Mình chưa gắn lâm xích nên là nó cái chuông nó chạy tự do nha mọi người, chứ không phải là nó kêu đâu. Máy này nổ luôn ha. Con này là lóc, nó là lóc nhôm nha mọi người nha, lóc nó lóc nhôm nên mình xài rất là ngon. Cái tay nó vẫn chưa hết chảy máu mọi người, nó đứt hai ngón luôn rồi chứ, đứt hai ngón. Lam xích ở đây mọi người, lam Echo Kirikin của nó nha, lam nó là lam tản nhiệt nhưng mà là lam nối ha, lam nhông, là lam này xài rất là ngon nha, chứ không phải là nó dở đó nha mọi người, lam thép, xài rất là ngon. Lam zin của nó nha, nó chạy xích 21 là kiểu như xích lỡ mọi người, lam này dài nha, lam thấy 2, 4. Làm này chắc 5 tấc máy á mọi người, 5 tấc máy gần 6 tấc. Làm đi theo cái máy này. Con này thì nó nổ luôn rồi nha. Về anh em anh chị cô chú là chắc dùng luôn nha mọi người. Còn muốn mình muốn sạch đẹp ấy thì mình vệ sinh ha. Còn không thì để dùng luôn cũng được. Tại vì nó nổ luôn rồi. Đó. Thì con này em để cho mọi người 2.6 triệu nha. Con này em để 2.6 triệu nha mọi người nha, do tại còn một cây duy nhất thôi, 2.6 triệu. Máy là máy bãi em chưa dọn nha, chỉ qua nó còn xăng thì em cho nổ rồi em chỉnh sơ lại cho nó ngon lành. Còn về mình muốn nó đẹp để vỏ đồ này kia, em muốn nó đẹp đồ luôn, sạch bóng đồ kiên chít đồ á thì mình vệ sinh. Máy thì hơi lửa ok. Hàng này thì các gia đình là khỏi chê rồi mọi người. 2.6 triệu con này nha, không bao ship. Anh chị là mua thì chuyển khoản giúp em và nhắn địa chỉ giúp em ha. Cái số điện thoại liên lạc ở trên dòng tiêu đề nha mọi người nha.